Xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em về được hai con CD kim giải mã DC cao cấp và đa phương tiện nhất hiện nay, đó là con Marantz ND8006 và một con Sun Valley đèn, giải mã đèn của Nhật. Thì trong ba sản phẩm này thì con Sun Valley thì nó được anh em chơi audio cũng khá là nhiều, và con này hiện tại đang có mức giá thì trung bình nó khoảng 27-28 triệu. Và hôm nay em sẽ sale kịch sàn đối với những cái sản phẩm như thế này cho tận gốc anh em chơi 25 triệu anh em nhé. Một con Sun Valley đặc biệt, hôm nay chỉ có một con thôi, không có con nào nữa đâu anh em nhé. Sun Valley SV192S 25 triệu đồng đấy cho anh em chơi. Một con nó rất đẹp, máy đẹp keng anh em nhé, máy đẹp keng, máy đẹp keng, các cổng ăn chơi đầy đủ anh em nhé. USB này, EBU này, có show optical, và đặc biệt cổng ra nó là ba lăng và RCA monitor out. Thì cái cổng ra chỗ này chúng ta sẽ chỉnh lớn nhỏ volume phía trước, nó là được làm rê. Còn này là cổng ra bình thường, nó có 3 cổng, 1 2 3 4 cổng ra, anh em chơi thoải mái nhá. Thì đối với Sun Valley này, Sun Valley này nó sẽ giải mã bằng bóng đèn anh em nhé, chất âm cho ra rất là ngọt ngào. Có hai đồng hồ VU nhảy đi kim nhảy rất là tuyệt vời, rất là đẹp cho anh em chơi sưu tầm nhá. Và đây là một sản phẩm thì em sẽ bán kèm theo cho anh em, đó chính là một cái cọng dây quang, cọng dây quang chất lượng cho anh em chơi nhé. Đây 25 triệu đã giảm giá rồi anh em, kịch sàn luôn, kịch sàn luôn đấy. 25 triệu anh em nào chốt thì nhanh tay liên hệ cho em nha, chỉ có một con duy nhất. Dây quang kèm với dây cọng dây nguồn của nó nữa là xong anh em nhé. Rồi thì đối với tới hai con ND8006 đây là trong những một trong những con CD kim giải mã cao cấp mà nó tích hợp của hãng Marantz hiện nay và đang bán thị trường. Thì đối với hàng này thì nó có chơi audio CD này, Super Audio CD này, Bluetooth, Wi-Fi và AirPlay, Apple AirPlay này, điều khiển qua điện thoại phần mềm Heo này. Giải mã thì anh em biết rồi, nó chơi ổ cứng được dạng dung lượng cao của ổ cứng format chuẩn là Phát 32 đó. Phần chủ phát cũng cắm đây, phía sau thì nó còn rất nhiều cái cổng tích hợp nữa. Máy là đẹp keng. Đây là hai cổng ra, anh em nhé, một cổng theo volume và một cổng là trực tiếp này. Các cổng vào, hai cổng vào optical này, cổng code này, cổng USB DAC là cho máy tính này. DAC 2020 nè, rất là khiếp chưa. DAC 2020 mất in da băng anh em nha, con này DAC 20 nè. Hai con này em về một lượt này. Đây là anten của Wi-Fi và anten Bluetooth, thì anten nằm trong thùng, kể cả cái cọng dây AV mà hay thường cho theo các cái đầu nó vẫn nằm trong thùng còn luôn anh em. Và anh em vẫn tặng kèm cho anh em một cọng dây quang xịn sò nhé, để anh em chơi không phải suy nghĩ nha. Đó, rất là chất lượng. Và đặc biệt thì những con này đang cái giá tại shop em trung bình khoảng 28 triệu 500, thì hôm nay em sẽ sale cho anh em một cái giá kịch sàn, đó chính là 27 triệu thôi anh em nhé. 27 triệu bao ship cho anh em luôn anh em, nếu anh em chuyển khoản đủ nha. Hai con đẹp như mới, không có gì cả, không có gì so sánh cả. Bên đây một con và bên đây một con, anh em nào yêu thì phone ngay cho em nhé. Có 27 triệu thôi anh em, về chơi vừa CD chơi, về chơi giải mã ha, nhiều cổng ra luôn đấy, chơi được cả USB, cả ổ cứng dung lượng cao rồi. Anh em cứ tìm hiểu những con này, hướng dẫn trên mạng rất là nhiều rồi, không cần phải hướng dẫn lại cho anh em chơi đấy. Máy đẹp keng, full phụ kiện, full thùng shop, 27 triệu anh em nhé. Và con giải mã đèn Sun Valley giá 25 triệu, chỉ có 3 con duy nhất. Hiện tại giải mã chuyên nghiệp tại shop em chỉ còn có 3 con này thôi, anh em nào yêu thì phone ngay nha. Xin cảm ơn em nha.